Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay ngày thứ ba, ngày 26 tháng 12 năm 2017, nhằm ngày mùng 9 tháng 11 năm Đinh Dậu, tại giảng đường tu viện Linh Thú, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta tiếp tục học Đại Tạng Kinh, Kinh Trung Bộ, tiểu kinh số 96, kinh Esutari. Đại chúng cùng lắng tâm tu học. Như vậy tôi nghe: một thời Đức Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ, rừng Kỳ Đà Lâm, tại tinh xá của các cô độc. Rồi Bà La Môn Esupari đi đến chỗ Đức Thế Tôn, sau khi đến và nói lên những, với Đức Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Và sau khi nói lên những chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà La Môn Esukari bạch với Đức Thế Tôn như sau: thưa tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương bốn loại phụng sự: chủ trương phụng sự cho Bà La Môn, chủ trương phụng sự sắc đế lợi, chủ trương phụng sự cho giai cấp vệ xá, chủ trương phụng sự cho giai cấp Thủ Đà La. Ở đây, thưa tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho Bà La Môn như sau: Bà La Môn phụng sự cho Bà La Môn, hay sắc đế lợi phụng sự cho Bà La Môn, phệ xá phụng sự Bà La Môn, Thủ Đà La phụng sự cho Bà La Môn. Như vậy thưa tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho Bà La Môn. Ở đây thưa tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho Khatiya và sắc đế lợi như sau: sắc đế lợi phụng sự cho sắc đế lợi, phệ xá phụng sự cho sắc đế lợi, Thủ Đà La phụng sự cho sắc đế lợi. Như vậy thưa tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho Khatiya là sắc đế lợi. Như vậy Bà La Môn có phụng sự cho sắc đế lợi không? Ở đây các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho Khatiya như sao? Nghĩa là Bà La Môn không có phụng sự cho Khatiya, nghĩa là Bà La Môn là giai cấp đứng đầu, không phụng sự cho giai cấp sắc đế lợi. Các chủ trương phụng sự cho Vesa như sao? Phệ xá nè, Vesa phụng sự cho Vesa, hay Sunda phụng sự cho Vesa, vậy là Thủ Đà La mới phụng sự cho Vesa. Như vậy thưa tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho Vesa là như vậy. Ở đây thưa tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho Sunda như sao? Giai cấp Thủ Đà La phụng sự cho giai cấp Thủ Đà La, vì rằng không còn ai khác để phụng sự cho Sunda. Như vậy thưa tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho Sunda. Thưa tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương bốn loại phụng sự này. Ở đây tôn giả Gotama có nói gì về vấn đề này hay không? Nghĩa là ông đưa ra vấn đề phụng sự và ông hỏi Thế Tôn có ý kiến gì không? Nhưng này các Bà La Môn, có phải tất cả mọi người ở đời đồng ý với các Bà La Môn khi họ chủ trương bốn loại phụng sự này, hay tự họ đưa ra mà không có ai đồng ý? Thì ông trả lời: thưa, không có. Thưa tôn giả, này Bà La Môn, ví như một người nghèo nàn không có sở hữu, khốn khổ, dầu cho người đó không muốn vẫn bị bắt nuốt miếng thịt. Này người kia, ông phải ăn miếng thịt này và ông phải trả một số tiền. Cũng vậy, này Bà La Môn, dầu không được các Sa Môn Bà La Môn chấp nhận mà các Bà La Môn vẫn chủ trương bốn loại phụng sự như vậy. Này Bà La Môn, ta không nói rằng tất cả cần phải phụng sự, nhưng này Bà La Môn, ta cũng không nói rằng tất cả không cần phải phụng sự, vì rằng này Bà La Môn, nếu có ai trong khi phụng sự trở thành xấu hơn, không trở thành tốt hơn, ta không nói rằng người đó cần phải phụng sự. Đấy, ngay cái chỗ này để nói rằng người nào mà tốt hơn thì mình nên phụng sự, còn người đó xấu hơn mình có cần phải phụng sự không? Đấy, nếu có ai trong khi phụng sự trở thành xấu hơn thì không trở thành tốt hơn, ta không nói rằng người đó cần phải phụng sự. Nhưng này Bà La Môn, nếu có ai trong khi phụng sự trở thành tốt hơn, không trở thành xấu hơn, ta nói rằng người đó cần phải phụng sự. Đấy, đấy là nhớ nha,
Một cái người nào trong bốn giai cấp mà người đó khi phụng sự người đó tốt hơn thì ta nên phụng sự. Và nếu này Bà La Môn có người hỏi vị Khatiya như sao, người phụng sự cho ông do nguyên nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, không trở thành tốt hơn, hay người phụng sự cho ông do nguyên nhân phụng sự này họ trở thành là người tốt hơn, không có trở thành là người xấu hơn? Và như vậy ông ở đây cần phải được phụng sự bởi người nào? Vị Xác Đế Lợi này Bà La Môn. Nếu trả lời chân chính thì cần phải đáp như sau: người nào phụng sự cho tôi do nguyên nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, không tốt hơn, thì tôi không cần người ấy phụng sự tôi. Nếu người nào phụng sự tôi do nguyên nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không có xấu, thì tôi cần người ấy phụng sự tôi. Như vậy mình đi tu nó cũng giống vậy hay khác? Giống hay khác? Mình đi tu sao mà mỗi ngày mình thấy mình tốt hơn, mình đi tu mình cảm thấy mỗi ngày mình trí tuệ hơn, lợi ích hơn thì mình đi tu. Mình tu mà càng ngày càng ngu hơn, càng ngày càng dữ hơn, càng ngày càng tào lao hơn, vậy có nên đi tu không? Đi tu kiếm kỹ. Đi tu mà cái điều tốt cũng có, toàn là cái điều xấu không à. Vậy thì có nên tu không? Có nên tồn tại không? Hiểu không anh? Nghe im im. Đụng tới cái một ghẻ cái hồi như im im. Thấy không? Và này Bà La Môn, nếu có hưởng, có người hỏi Bà La Môn, này Bà La Môn, nếu có người hỏi Vesa, và này Bà La Môn, nếu có người hỏi Suda như sao, người phụng sự cho ông do nguyên nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, không tốt hơn, thì hay là người phụng sự cho ông do nguyên nhân này trở thành tốt hơn, không trở thành xấu hơn? Và như vậy ông ở đây cần phải được phụng sự bởi những người nào? Người Xác Đế Lợi, Phệ Xá hay Thủ Đà La đều phải trả lời. Nếu phải trả lời một cách chân chánh, những vị đó đáp như sao? Người nào phụng sự cho tôi từ nguyên nhân này, do nguyên nhân này, nguyên nhân phụng sự này mà trở nên xấu hơn, không có tốt hơn, thì tôi không cần người ấy phụng sự. Nhưng nếu người nào phụng sự cho tôi do nguyên nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không xấu hơn, thì tôi cần người ấy phụng sự tôi. Như vậy dầu rằng có giai cấp Bà La Môn, Xác Đế Lợi, Phệ Xá, Thủ Đà La đều có một câu trả lời giống nhau về vấn đề phụng sự. Này Bà La Môn, ta không nói tốt hơn vì sanh trong một gia đình cao quý hay một gia đình nào. Này Bà La Môn, ta không nói xấu hơn vì sanh trong một gia đình cao quý hay là một gia đình thấp hèn. Này Bà La Môn, ta không nói tốt hơn vì nhan sắc thù thắng. Ta không nói xấu hơn vì nhan sắc thù thắng. Ta không nói tốt hơn vì tài sản lớn. Ta không nói xấu hơn vì tài sản lớn. Ở đây này Bà La Môn, có người sanh trong một gia đình cao quý, sát sanh với cũng không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có tham tâm, có sân tâm, có tà kiến. Do vậy ta không nói tốt hơn vì sanh trong một gia đình cao quý. Ở đây này Bà La Môn, có người sanh trong một gia đình cao quý mà từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham tâm, sân tâm, si tâm. Do vậy không có tham tâm, sân tâm, có chánh kiến. Do vậy ta không nói trở thành xấu hơn vì sanh trong một gia đình cao quý. Như vậy dầu rằng gia đình cao quý hay gia đình hạ tiện mà người đó đạt được cái mục tiêu tu hành đúng đắn. Ở đây này Bà La Môn, có người với nhan sắc thù thắng. Rồi này Bà La Môn, có người với tài sản thù thắng mà họ vẫn sát sanh, lấy của không cho, vân vân, cho đến có tà kiến. Do vậy ta không nói trở thành tốt hơn vì có tài sản thù thắng. Nghĩa là họ không biết tu, như vậy họ có tốt hơn không? Không. Ở đây này Bà La Môn, có người với tài sản thù thắng từ bỏ sát sanh, đó, chấm chấm chấm, có chánh kiến. Do vậy ta không nói trở thành xấu hơn vì có tài sản thù thắng. Vậy thì người có tài sản lớn biết tu tập vẫn tốt hơn hay xấu hơn? Tốt hơn. Như vậy thì
mỗi ngày mỗi tốt hơn không phải là nhan sắc đẹp hay là tài sản lớn. Người xấu, người nghèo nhưng mà biết tu tập thì Đức Thế Tôn gọi là trở thành tốt hơn, không xấu hơn. Và này, ta không nói tất cả cần phải phụng sự, nhưng mà này Bà La Môn, ta cũng không nói tất cả không cần phải phụng sự. Này Bà La Môn, người nào phụng sự do nguyên nhân phụng sự này, lòng tin được tăng trưởng, giới được tăng trưởng, sự nghe được tăng trưởng, bố thí được tăng trưởng, trí tuệ được tăng trưởng, ta nói người ấy cần phải phụng sự. Như vậy giờ bây giờ đại chúng tinh tấn tu, vậy là đại chúng cần phải được chăm sóc không? Cần không? Người nào cũng giỏi hết, người nào cũng tốt hết, vậy là cần phải chăm sóc hay bỏ? Ôi, chăm sóc kỹ. Còn nếu mà cái người đó là lơ bất phơ, nó sống qua ngày chờ qua đời, có nên chăm sóc nó không? Đào sẵn cái hố để gì ạ? Hiểu luôn. Khi nghe nói như vậy, Bà La Môn Esukari bạch với Đức Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương bốn loại tài sản. Chủ trương tài sản của người Bà La Môn, tài sản của sắc đế lợi, tài sản của vệ xá và tài sản của Thủ Đà La. Ở đây thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của Bà La Môn là khất thực. Khi người Bà La Môn khinh thường tài sản khất thực thì người ấy không làm bổn phận của mình, và giống như người chăn bò lấy của không cho. Như vậy Bà La Môn là khất thực, chứ còn nếu không thấy khất thực thì làm như là ăn cắp, người chăn bò lấy của không cho. Như vậy thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của Bà La Môn, ở đây thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của sắc đế lợi là cung và tên. Nhưng khi người khất thi gia sắc đế lợi khinh thường tài sản cung và tên thì người ấy không làm tròn bổn phận của mình, và giống như người chăn bò lấy của không cho. Mắc mớ gì cứ nói người là chăn bò ăn cắp này. Ý nó nói cái giai cấp hạ tiện trong xã hội. Như vậy này Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của Khatiya là như vậy. Ở đây thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của Vesa là canh nông và nuôi bò. Nhưng khi người Vesa là phệ xá khinh thường tài sản canh nông và nuôi bò thì người ấy không làm tròn bổn phận của mình, và giống như người chăn bò lấy của không cho. Như vậy thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của Vesa là như vậy. Ở đây thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của Sunda Thủ Đà La là lưỡi liềm và đòn gánh. Nhưng khi người Sunda khinh thường tài sản lưỡi liềm và đòn gánh của mình thì người ấy không làm tròn bổn phận của mình, giống như người chăn bò lấy của không cho. Như vậy thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của các người Sunda là như vậy đó. Các Bà La Môn thưa Tôn giả Gotama, chủ trương bốn loại tài sản ở đây, tài sản này ở đây Tôn giả Gotama có cái gì về vấn đề này hay không? Hồi nãy bốn giai cấp phụng sự rồi ha, Đức Thế Tôn giải quyết xong rồi, giờ ông nói bốn loại tài sản, nhớ nghe, lưu tâm chút, học phải chú tâm lắng nghe. Này Bà La Môn, có phải tất cả mọi người ở đây đồng ý với các Bà La Môn khi họ chủ trương bốn cái loại tài sản này được bốn giai cấp đồng ý hay không? Không có, thưa Tôn giả. Này Bà La Môn, ví như một người nghèo nàn không có sở hữu khốn khổ, dầu cho người đó có muốn vẫn bị bắt nuốt một miếng thịt, này người kia ông phải ăn miếng thịt này và ông phải trả một số tiền. Cũng như vậy này Bà La Môn, dầu không được các Bà La Môn, các Sa Môn ấy chấp nhận, các Bà La Môn vẫn chủ trương bốn loại tài sản đó. Vậy là họ đưa ra nhưng có ai đồng ý không? Không. Xã hội cũng như vậy, có nhiều cái loại luật mà chỉ có đưa ra còn người ta không biết. Mọi người ta không biết, vậy ta chấp nhận không? Vậy mình cho đó là luật thì được không? Không. Trong Đạo Phật cũng vậy, Đức Phật không đưa ra một loại nào gọi là luật khi người ta không đồng ý. Vậy là năm giới là để làm lợi ích cho mình, tránh cái tổn hại cho mình, đúng không quý vị? Vậy là quý vị có đồng ý không? Vậy là người nào không đồng ý có nghĩa là thuận theo cái ác của mình. Những người mà không đồng ý thì có cần phải phân bua phân dân hay là giải thích gì không? Miễn bàn.
Này Bà La Môn, ta chủ trương tài sản cho con người là thánh pháp vô thượng. Trong khi nhớ đến gia hệ thở xưa của mình về phía cha và mẹ, chỗ nào một hệ, một tự thể sanh ra, thời sẽ được chấp nhận tùy thuộc chỗ ấy. Nếu tự thể được sanh ra trong một gia đình Khatiya, thời được chấp nhận là Khatiya. Nếu tự thể sanh ra trong một gia đình Bà La Môn, thời được chấp nhận là Bà La Môn. Nếu tự thể được sanh ra trong một gia đình Phệ Xá hay Thủ Đà La, thì cũng được chấp nhận trong gia đình Phệ Xá hay Thủ Đà La. Này Bà La Môn, như tùy thuộc duyên gì một ngọn lửa, nếu do duyên củi một ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lửa ấy được chấp nhận là do lửa của củi. Nếu do nguyên nhân dâm bào một ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lửa ấy được chấp nhận là lửa của dâm bào. Nếu do duyên cỏ một ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lửa ấy được chấp nhận là lửa của cỏ. Được đốt lên, thời ngọn lửa được chấp nhận theo duyên ấy mà thôi. Do duyên phân bò, ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lửa ấy được chấp nhận là lửa phân bò. Cũng như vậy, này Bà La Môn, ta chủ trương tài sản cho con người là chánh pháp vô thượng. Trong khi nhớ đến gia hệ thuở xưa của mình về phía cha và mẹ, chỗ nào một tự thể sanh ra, thời sẽ được chấp nhận tùy thuộc vào cái chỗ ấy. Nếu tự thể sanh ra trong một gia đình Khatiya, thời chấp nhận Khatiya. Gia đình Bà La Môn chấp nhận Bà La Môn, gia đình Vesa chấp nhận Vesa, gia đình Hủ Đà La chấp nhận Hủ Đà La. Nhưng này Bà La Môn, nếu một người từ một gia đình sát đế lợi xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình nhờ pháp và luật của Như Lai chuyên thuyết, người ấy từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham tâm sân tâm, có chánh kiến, người ấy thành tựu chánh đạo thiện pháp. Quý vị thấy ngày xưa Đức Phật dạy có mấy giới? 5 giới. Có 3 nghiệp thôi, thân, miệng và ý. Có 10 giới thôi. Thân có 3 giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng có 4 giới: không nói dối, không nói chim bớt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Ý có 3 giới: không có tham tâm, không có sân tâm, có chánh kiến. Như vậy thì người ấy thành tựu chánh đạo thiện pháp. Này Bà La Môn, nếu một người từ một gia đình Bà La Môn, từ một gia đình Vesa, từ một gia đình Sudda đều xuất gia, thì từ bỏ gia đình sống không gia đình nhờ pháp và lực của Như Lai chuyên biết, người ấy từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói, từ bỏ tà hạnh, vân vân, có chánh kiến, người ấy thành tựu chánh đạo thiện pháp. Vậy là tất cả mọi người tu đều giống nhau hay khác nhau? Giống nhau hay khác nhau? Mạnh lên thôi, nghe gì im im nữa. Tất cả mọi người trong các giới Bà La Môn, Phệ Xá, Sát Đế Lợi, Phệ Xá Thủ Đà La, xuất gia tu học theo chánh pháp của Như Lai, thành tựu giống nhau hay khác nhau? Giống nhau. Mạnh dạng nói để ta biết mình có hiểu hay không. Này Bà La Môn, ông nghĩ như thế nào? Trong lập trường này, chỉ có người Bà La Môn mới có thể tu tập từ tâm, không hận, không sân. Người Sát Đế Lợi không có thể được, người Phệ Xá không có thể được, người Thủ Đà La không có thể được hay sao? Thưa, không phải vậy, Tôn giả Gotama. Người Sát Đế Lợi, thưa Tôn giả Gotama, cũng có thể trong lập trường này tu tập từ tâm, không hận, không sân. Bà La Môn cũng vậy, Phệ Xá cũng vậy, mà Thủ Đà La cũng vậy. Tất cả 4 giai cấp, thưa Tôn giả, trong lập trường này đều có thể tu tập từ tâm, không hận, không sân. Cũng vậy này Bà La Môn, nếu một người từ gia đình sát đế lợi xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, người ấy nhờ pháp và lực của Như Lai tuyên thuyết mà từ bỏ sát sân, vân vân, có chánh kiến, người ấy thành tựu chánh đạo thiện pháp. Này Bà La Môn, ông nghĩ như thế nào? Chỉ có Bà La Môn mới có thể lấy cào lưng và bột tắm đi đến con sông và tắm rửa cho sạch đất và bụi. Người Sát Đế Lợi không thể được, người Vesa không thể được, người Sudda không thể được. Ông nghĩ như thế nào? Thưa, không phải như vậy.
Tôn giả Gotama, người xách cái lợi cũng có thể lấy cái cào lưng và cột tắm đi đến con sông tắm rửa cho sạch đất và bụi. Công nhận hồi xưa chỉ có cái cào lưng thôi. Nghĩa là gì? Ngay cái lưng mình không có cái gì tới thì phải lấy cái cào lưng để tắm cho nó sạch. Thưa Tôn giả Gotama, người xác đấy, người Vesa là thể xác, người thủ Đà La cũng như vậy. Tất cả bốn giai cấp, thưa Tôn giả, họ cũng đều giống như nhau, đều có thể lấy cái đồ tắm và xà bông đi đến dòng sông và tắm cho sạch sẽ hết đất và bụi của họ. Như là cái việc mà tắm rửa thì ai cũng giống như nhau, trừ có những người. Người nào trừ ra? À đúng rồi, chính xác. Trừ những người nó làm biến, nó không tâm à, thì nó không thể làm cho sạch đất và bụi. Cũng vậy này Bà La Môn, nếu từ một gia đình xác đến lợi, có người xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình, người này nhờ pháp và lực cho Như Lai chuyên biết mà từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ các tà hạnh. Rồi miệng thì có bốn, ý thì có ba, có chánh kiến. Người ấy được xem là chánh đạo thiện pháp. Này Bà La Môn, nếu có một người từ gia đình Bà La Môn, hay này Bà La Môn, nếu một người từ gia đình Vesa, nếu một người từ gia đình Sutta xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình, người ấy nhờ pháp và lực của Như Lai kiên thiết mà từ bỏ ba nghiệp của mình, có chánh kiến, người ấy được xem là thành tựu chánh đạo thiện pháp. Này Bà La Môn, ông nghĩ như thế nào? Ở đây nếu có vị vua xác đế lợi Khatiya đã làm lễ quan đảnh cho hội họp 100 người thuộc nhiều chủng tánh khác nhau và nói: quý vị hãy đến đây, quý vị nào thuộc gia đình Khatiya, thuộc gia đình Bà La Môn, sanh ra từ hoàng tộc, hãy đem đến bộ phận trên của đồ quy lửa bằng cây sala hay cây sala hay cây salala saka sala salala hay cây chiên đàn, cây sen, quay cho bật lửa và sức nóng hiện ra. Còn những người thuộc gia đình hạ tiện, thuộc gia đình săn bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ đổ phân, hãy đến đây đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng gỗ, máng chó ăn, máng heo ăn, máng giặt đồ, củi khô từ cây y la, cây đu đủ, cây thu đủ thầu dầu, và quay cho bật lửa và sức nóng hiện ra. Này Bà La Môn, ông nghĩ như thế nào? Có phải chỉ có ngọn lửa được nhen lên và sức nóng được tạo ra từ người thuộc gia đình Khatiya, thuộc gia đình Bà La Môn, sanh từ hoàng tộc, sau khi đem đến bộ phận của đồ quay lửa làm bằng cây saka, sala, salala, cây chiên đàn, cây sen, chỉ có lửa ấy mới có ngọn, mới có màu sắc, mới có ánh sáng, và chỉ có ngọn lửa ấy mới dùng được vào trong công việc do lửa đem lại. Còn những ngọn lửa được nhen lên từ sức nóng tạo ra từ những người thuộc gia đình hạ tiện, thuộc dòng gia đình săn bắn, đồ tre, làm xe cộ, đổ phân, họ đem những cái vật mà quay lửa làm bằng máng chó ăn, máng heo ăn, máng giặt đồ, củi khô từ cây y lan. Lửa ấy không có ngọn, không có màu sắc, không có ánh sáng, và ngọn lửa ấy không có thể dùng được vào các công việc do lửa đem lại hay sao? Không phải vậy, thưa Tôn giả Gotama. Ngọn lửa được nhen lên, sức nóng được tạo ra, thưa Tôn giả Gotama, từ người thuộc gia đình Khatiya, thuộc gia đình Bà La Môn, sanh từ hoàng tộc, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quy lửa làm bằng cây saka, sala, salala, chiên đàn, vân vân, thì các ngọn lửa ấy có ngọn, có màu sắc, có ánh sáng, ngọn lửa ấy dùng được vào trong các công việc do lửa đem lại. Còn các ngọn lửa được nhen lên và sức nóng tạo ra từ các người thuộc gia đình hạ tiện, săn bắn, làm đồ tre, làm xe cộ, làm đổ phân, cho đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng gỗ máng chó ăn, heo ăn, đồ giặt, máng giặt đồ từ cái y lan, ngọn lửa ấy cũng có ngọn, cũng có màu sắc, cũng có ánh sáng, và ngọn lửa ấy có thể dùng được vào công việc do lửa đem lại. Thưa Tôn giả Gotama, tất cả ngọn lửa đều có ngọn,
đều có màu sắc, đều có ánh sáng. Tất cả loại lửa đều có thể dùng được vào trong công việc mà lửa đem lại, dầu rằng có cái cháy lâu, có cái cháy mau, cháy thôi. Cũng như vậy này Bà La Môn, nếu có người từ gia đình Sakya xuất gia, Satikhatiya xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, người ấy từ bỏ các thói hư tật xấu do ba nghiệp mà thành tựu các điều tốt có chánh kiến, người ấy được xem là thành tựu chánh đạo thiện pháp. Nếu có người từ gia đình Bà La Môn, nếu có người từ gia đình Phệ Xá Thủ Đà La xuất gia từ bỏ gia đình, cũng giống như vậy. Khi nghe nói như vậy, Bà La Môn Esukari bạch với Đức Thế Tôn: thật vi diệu thai tôn giả Gotama, thật vi diệu thai tôn giả Gotama. Thế Tôn như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện để trình bày giải thích. Thưa tôn giả Gotama, nay con xin quy y tôn giả Gotama, quy pháp và quy y chúng tỷ kheo, mong tôn giả Gotama nhận chúng con làm cư sĩ. Từ nay cho đến thân ngoại mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng. Rồi, chúc mừng. Bữa nay quá ngắn, hôm qua làm tiếng rưỡi, bữa nay có nửa tiếng xong. Tranh thủ chạy vì công việc bữa nay khá nhiều, cho nên bài ngắn là tốt. Bây giờ kết luận, ai có hỏi thì trả lời thêm. Ta cũng nên kết luận ở ba yếu tố thôi, còn ai muốn ham học thì tự kết luận thêm để làm bài học cho mình. Kết luận thứ nhất, trong bản kinh số 96 Esukari, chúng ta thấy Đức Thế Tôn bất kỳ ở chỗ nào cũng có bài pháp thoại. Mà bài pháp thoại của Đức Thế Tôn là luôn luôn có công thức đem lại lợi lạc đầu, giữa, sau ba chặng điều lành. Ở đây Đức Thế Tôn độ cho một vị cư sĩ, một vị Bà La Môn, mà phần lớn các Bà La Môn là do cố chấp. Do vậy Đức Thế Tôn đã gỡ rối cho Bà La Môn này ba vấn đề. Thì trong đây chúng ta lấy ba vấn đề đó để làm ba cái kết luận. Kết luận thứ nhất là Đức Thế Tôn tháo gỡ cho ông vấn đề thứ nhất, là ông cho rằng giai cấp Bà La Môn tự đưa ra cái chủ trương, Bà La Môn chủ trương phụng sự có bốn giai cấp phụng sự. Bà La Môn thì được ba giai cấp, bốn giai cấp phụng sự cho Bà La Môn. Bà La Môn phụng sự Bà La Môn, Phệ Xá phụng sự Bà La Môn, Thủ Đà La phụng sự Bà La Môn, của Phệ Xá phụng sự, Thủ Đà La phụng sự cho Bà La Môn. Nghĩa là bốn giai cấp này đều được phụng sự. Bà La Môn tự phụng sự với nhau. Giai cấp vua chúa Sát Đế Lợi phụng sự cho Bà La Môn. Giai cấp Phệ Xá là Vesa phụng sự cho Bà La Môn. Giai cấp Suda là Thủ Đà La vẫn phụng sự. Vậy thì Bà La Môn tự đặt ra cho mình là giai cấp tối cao được bốn giai cấp phụng sự. Đến giai cấp vua chúa Sát Đế Lợi thì chỉ có Sát Đế Lợi phụng sự Sát Đế Lợi, Phệ Xá phụng sự Sát Đế Lợi và Thủ Đà La phụng sự Sát Đế Lợi mà thôi. Đến sự phụng sự của giai cấp Phệ Xá thì chỉ có Phệ Xá phụng sự Phệ Xá và Thủ Đà La phụng sự cho Phệ Xá. Và cuối cùng là giai cấp Thủ Đà La, chỉ có giai cấp Thủ Đà La phụng sự cho giai cấp Thủ Đà La mà không có cái giai cấp khác phụng sự. Thì Đức Thế Tôn bẻ gãy cái lập thuyết phụng sự này. Đức Thế Tôn hỏi có ai cho phép không? Có ai đồng ý không? Bốn giai cấp đó nó có đồng ý cái chủ trương Bà La Môn hay là không có ai đồng ý mà chúng tự chủ trương? Không ai đồng ý, chúng tự chủ trương. Như vậy thì chúng ta nên hiểu rằng có người ở thế gian bài kinh này để nhắc nhở cho những người đó rằng bạn đừng tự làm khổ chính bạn. Bạn đừng tự làm cho bạn tổn hại
từ cái tốt đi vào cái xấu và ngược lại. Người tốt thì bị xấu, còn người xấu thì lại càng xấu hơn. Ở đây Đức Thế Tôn nói không cần phải phụng sự hay cần phải phụng sự, đó là điều không nên nói. Mà ta nên nói cái đối tượng phụng sự là cái điều quan trọng. Cái đối tượng phụng sự là người ta có duyên phụng sự thì người ta tốt hơn hay người ta xấu hơn. Nếu cái duyên đó người ta phụng sự cho mình mà mình mỗi ngày càng tốt hơn, người ta mỗi ngày càng tốt hơn thì cái này nên phụng sự. Còn người ta phụng sự cho mình mà người ta càng xấu hơn và mình cũng càng xấu hơn thì cái này không nên phụng sự. Được chưa? Cho nên những người lười biếng, ăn chơi hút chích, cái này có nên phụng sự hay không? Lười học, lười tu, đảo qua lừa lợi mà đòi phụng sự thì có nên chăng? Cái đó là phải suy nghĩ chứ không mình bị tổn phước. Sao trong cuộc đời có người, người ta làm từ sáng sớm tới chiều tối không hết việc, còn có người nó đi ăn dỗ, nó đi chơi, giống như trong cái tuần cái lương dựng hội đồng dư, phải không? Ông nói thì sao? Ông về ông nói mày làm từ sáng giờ cũng mệt nữa hả mày? Sao tôi đi ăn dỗ từ sáng giờ tao không nghe mệt? Phải không? Phải hội đồng dư nói vậy không? Cho nên mình hiểu là có nhiều người, người ta tưởng ra người ta sinh ra là để người ta được hưởng thụ, còn người khác á, sinh ra là để phục vụ hay sao? Mà gần gũi á, ngày cái bài ngày hôm qua đó ta đem ta nói, có nhiều người mình gần gũi với ngài mình mới thấy có những bậc người ta làm dữ lắm luôn. Hồi đó thầy theo thầy Thị Giả Hòa Thượng, phải nói là Hòa Thượng chạy chứ không phải Hòa Thượng đâu, nhưng mà ngài đi cách lẻ lắm, nhưng mà y như người mẫu đem thả cái cuốn tập ở trên đầu dám đi không rớt, đi nhanh lắm. Tại sao vậy? Công việc ngài quá nhiều, ngài chợp mắt có chút xíu là dựng dậy làm việc tiếp. Lúc mà đi theo một vị thượng tọa, ông làm phải nói là tới cả chục người làm là ở đây ông đi tới cái điểm kia, ông ngồi ở đây làm coi rồi, coi điểm kia là gì, gì bắt đầu ông vừa coi xong cúp máy cái kịch cầm micro nói về cái chỗ đó để cho mọi người đang đi đến chỗ đó. Do ngài cũng giỏi về tiếng Hán và giỏi luôn cả tiếng Anh, cho nên ngài coi luôn cả hai văn bản, ngài coi luôn được cái ngôn ngữ Bali nữa, cho nên là đi tới đâu ngài cũng đủ khả năng để coi về lịch sử cái chỗ đó. Cho nên ngoại ngữ rất quan trọng. Như vậy thì chúng ta thấy là ngài làm việc như vậy đó, mà đi tới đâu ngài live stream tới đó. Chẳng những thế mà về tới tu viện, tới chùa rồi đó, à mới quay qua với lại thế tụng tụng kinh xong là ông vô phòng ông ngồi ông về giảng tiếp. Vậy mới sợ đi gần ngài chịu thôi. À thôi, ngày tranh thủ ngày làm để ngày chết sớm hay sao? Con cũng là một trong những người tham công tiếc việc lắm, mà con thấy ngày con cũng chịu thua luôn. Quá dữ. Có nhiều người sao ta đam mê làm việc quá, còn có nhiều người sao nó lòng yêu quá chứ. Sư phụ cũng gần hết rồi. Những người mà làm việc đầu tắt mặt tối mình cũng gần luôn rồi. Còn những người nào mà nó tưởng ba cà nhỏ cũng gần luôn rồi. Nó cứ cà tên nó cà nhỏng, nó không biết chuyện gì làm. Rồi, bây giờ cái việc thứ hai, kết luận thứ hai là ông ta hỏi Đức Thế Tôn về, sau khi hỏi về bốn giai cấp không thì ông hỏi về cái gì? Về cái sự mà phần thứ hai, sau khi ông hỏi về cái phụng sự của bốn giai cấp thì bắt đầu bây giờ ông hỏi
cái Đức Thế Tôn có cái ý kiến gì về tốt hơn hay xấu hơn trong vấn đề hai bốn loại tài sản? Hồi nãy là phụng sự, bây giờ ông hỏi về bốn loại tài sản. Vậy là tài sản của Bà La Môn là đi khất thực, tài sản của Phệ Xá của Sắc Đế Lợi á là cung tên, tài sản của Sát Đế Lợi là cung và tên, tài sản của Phệ Xá là canh nông và nuôi bò, tài sản của các vị Thủ Đà La là cái lưỡi liềm và cái đòn gánh. Vậy thì ông hỏi Đức Thế Tôn chứ ngài có ý kiến ý cò gì về vấn đề này hay không? Đó, cho nên là Đức Thế Tôn trả lời cho ông như thế nào? Cũng một ví dụ là miếng thịt, thấy không? Dầu cho một cái người nghèo nàn khốn khổ, không có tiền của gì hết á, mà người đó vẫn phải bị ép nuốt cái miếng thịt rồi bắt người ta trả tiền. Nghĩa là ông ép ta không, cái chuyện đó nó không có phải vậy. Cái loại chủ trương bốn loại tài sản đó là nó không có đúng. Cho nên Đức Thế Tôn nói ta chủ trương khác. Cái tài sản của Thế Tôn mà cho, tài sản cho con người ấy, nói chung ta chủ trương tài sản cho con người là thánh pháp vô thượng. Như vậy thì bây giờ chúng ta lấy cái kết luận này để chúng ta hỏi cái tài sản của người tu là cái gì? Hả? À, thánh pháp vô thượng đó. Nhưng mà mình nghe nói thánh pháp vô thượng là mình hiểu không? Chưa hiểu. À, quý vị nói theo thầy cái câu này nè, thừa tự chánh pháp, không thừa tự tài sản. Cái người đệ tử Phật á là thừa tự chánh pháp, không thừa tự tài vật. Nghĩa là cái chánh pháp á gọi là thánh pháp vô thượng, nghĩa là thừa tự pháp, không thừa tự tài vật. Đệ tử Phật là chỉ có pháp thôi, vậy là tài sản của người đệ tử Phật là giáo pháp của Phật. Ai nắm giữ kho tàng giáo pháp của Như Lai, người đó là con của Như Lai. Còn người nào không giữ được kho tàng chánh pháp của Như Lai, người đó là ăn trộm. Giờ quý vị muốn làm con hay muốn làm ăn trộm? Muốn làm con là phải thừa tự pháp. Như vậy thì ở đây Đức Thế Tôn đã cho, Đức Thế Tôn nói là bốn cái giai cấp này không có cái tài sản nào mà riêng của ai. Người nào dí như ngọn lửa được lấy ra mà đốt lên thì ngọn lửa nào nó cũng giống nhau, và đem cho cái duyên của ngọn lửa nào thì gọi nó chấp nhận cái duyên của ngọn lửa ấy. Thời ngọn lửa được chấp nhận theo cái duyên đó thôi, chứ không có nói một loại tài sản nào của ai. Lửa này do củi thì đó là lửa củi, lửa này do dâm bào thì lửa dâm bào, lửa này là lửa của cỏ thì đó là ngọn lửa cỏ. Lửa nào được đốt lên bởi cái chất liệu gì thì nó được chấp nhận theo cái duyên ấy mà thôi, chứ không có cớ gì mà phải nói một loại tài sản nào hết á. Cho nên ai ở trong bếp thì có cái tài sản trong bếp, thấy không? Còn ai đi làm cỏ ở bên ngoài làm lan thì có tài sản lan, thấy không? Người nào làm cái gì thì có tài sản đó, nhưng mà cái tài sản đó là cái tài sản vật chất mà Đức Thế Tôn
nói có phải là loại tài sản đó là tài sản của người tu không? Không. Tài sản của người tu là tài sản pháp, vì mình mượn cái duyên này thôi. Người thì làm cái này, người làm kia, người làm nọ, mình mượn duyên này để mình tu thôi. Như vậy bất cứ ở vị trí nào mình tu đó cũng là duyên thôi, nhớ chưa? Vậy đúng là kết luận thứ hai là dầu rằng ở vị trí nào người ta vẫn tu tốt, đó chỉ là duyên mượn để mình tu mà thôi. Như vậy là mộc có tu được không? Được, mai mốt vẫn thành Phật ở ngoài trại mộc trồng lan, mai mốt thành Phật ở ngoài vườn lan. Làm đầu bếp là có ông giám, ông thành Phật ở trong nhà bếp, ông giám trai sứ giả Bồ Tát. Bây giờ trong cái bài cúng dường vẫn cúng dường là giám trai sứ giả Bồ Tát đó. Có phải là ông giám là ở trong nhà bếp không? Đó, cho nên là mượn cái phương tiện đó vẫn là thanh tổ đương Phật quá. Cho nên Đức Thế Tôn nói người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nương vào pháp và luật của Như Lai Chuyên Thiết, người đó từ bỏ ba cái nghiệp xấu, thực hiện ba cái nghiệp tốt, vậy thì người đó thành tựu thánh quả không? Thành tựu chánh đạo thiện pháp. Nếu tu hành tốt hơn nữa thì thành tựu cao hơn nữa. Ai cũng giống như nhau, chứ không có một người nào có tài sản khác hết. Rồi Đức Thế Tôn lại nói tiếp. Bây giờ Đức Thế Tôn lấy một ví dụ là ngọn lửa làm bằng cái gì? Đó. Cái này á, Đức Thế Tôn lấy cái ngọn lửa để Đức Thế Tôn làm cái ví dụ để nói cho ông Bà La Môn Esukari hiểu rằng tất cả các ngọn lửa đều có thể dùng vào cái việc cái công việc do ngọn lửa đem lại. Thì các giai cấp này đều có khả năng tu tập và thành tựu giống như nhau. Cho nên là nếu mà người nào hiểu được lời của Đức Thế Tôn giảng dạy, thì tùy theo căn tánh của mình, cái ngọn lửa đó, thì ngay chỗ này nó có một vấn đề nữa. Mượn cái ngọn lửa để làm kết luận thứ ba đó, thì ý muốn nói là sự tinh tấn ở trong con người của quý vị, đại nguyện là ngọn lửa ở trong con người của mỗi chúng ta. Có người đặt cho mình một cái nguyện rất lớn để người ta làm, vậy là ngọn lửa đó lớn hay nhỏ? Ở trong người ta nó thôi thúc, người ta cố gắng hay là người ta tà tà? Còn cái người nó ô không thiết khả, không vậy được rồi, vậy là người đó lửa nhỏ hay là lửa lớn? Lửa họ là tên là Èo Giang Ụ. Là bởi vì sao vậy? Ôi thôi kệ, thôi vậy được rồi, thôi tại tôi không có khả năng đó. Mình có khả năng thành Phật mà tại sao mình nói mình không có khả năng? Cho nên có nhiều người kỳ lắm, sống bữa nay không biết ngày mai còn sống được hay không, mà hở cứ hở nói ra là nói thôi cứ nặng được, tôi nghĩ cứ vậy đó, cứ nói thôi cứ làm được đó. Người ta làm được mình làm được, sao ta làm được mình làm được? Người ta cũng là lửa, nhưng lại mình là gì? Lửa. Nhưng mà bắt đầu mình nói là người ta lửa, nhưng mà lửa người ta là lửa gì? Lửa hàn inox, cái lửa hàn sắt. Lửa đó nóng hay là không nóng? Nóng cỡ nào? Cắt đứt sắt đúng không? Còn lửa tôi là lửa rôm, cũng là lửa, nhưng mà đốt cây sắt nó chưa nóng nữa, là làm sao mà đập cây sắt này thành cái gì, làm sao mà cắt ngang cây sắt được? Vậy là lửa rôm với lại lửa hàn điện, hai cái lửa này cũng là lửa mà khác nhau hay giống nhau? Vậy thầy hỏi lửa hàn điện nấu cơm được được không? Nấu còn cái nồi mới lạ.
Vậy là cái lửa hàng điện nấu cơm chín không? Cháy làm sao chứ? Vậy là lửa rôm nấu cơm con ngon chứ. Mình phải biết lửa rôm là thuộc cái loại nào chứ. Lửa rôm mà ta dùng vào cái việc nấu cơm. Vậy là cái lửa mà hàng điện á, đi làm con cuối đi đốt đi ngoài đường được không? Không, lửa rôm ta làm con cuối ta đi ngoài đường. Thấy không? À, ông này cũng đâu có biết đâu, ở biển đó mà. Ở biển mà sao có con cuối được? Cho nên nói cuối ta biết thì bắt nó cuối xuống quanh. À, cho nên có những cái người ta không biết là chuyện bình thường đúng không? Cái dùng này biết mà dùng kia không biết, nó có đâu mà biết. À, cho nên là cái lửa rôm á là nó có cái công năng diệu dụng của nó, cho nên là mình được quyền chảnh ở vị trí của mình. Kia nó ngon vậy chứ nó đâu có bằng tôi, nó đâu đem nấu cơm được, nó đâu có cầm đi ngoài đường được. Đấy, còn chẳng những tôi là lửa rôm nhưng mà tôi đa dụng, đa năng luôn, chỗ nào làm cũng được. Đừng nói cái đó là rôm thế gì chứ ngon lắm á, đầy củ luôn, nó làm nhiều thứ lắm nha, là nắm rôm nè, chứ còn cái lửa kia đâu đem làm nắm rôm. Cái lửa rôm đó là ta đem ta chấm chấm củ ta ăn luôn á. Trong cái rôm á là nó có muối. Hầu đó ngoài ruộng á là rôm nó không có mặn bằng chanh. Nếu đem cái chanh á, cái lá chanh á, lá chanh mà đốt á, là đốt xong rồi là chấm muối ăn. Mình đào cái củ lên mình đi rừng á, mình đâu có muối đâu. Trên rừng không có muối, mình phải cắt ba cái tranh, mình đốt, mình lấy cái tro cái tranh á để mình chấm củ mà ăn. Còn hầu đó đi về ruộng mà nó không có muối thì lấy rơm á đốt lại rồi chấm cái rơm đó ăn. Ai không biết thôi. cái tro đó không phải bỏ đâu á nghe, tro đó đó là chấm ăn luôn đó. Cho nên ở trong quý vị chưa có tro bữa nào cho mớ ăn vô. Cho nên là hồi nhỏ là sư phụ nói là hồi nhỏ cha mẹ mình thả mình dưới đất, mình quơ cái gì mình cũng đưa vô miệng đó. Nhưng mà nó ít bệnh đó. Có khi nó quơ cái đưa vô miệng không dám nói luôn á. Biết chú Khai có không mà nó chuẩn bị. Có luôn hả? À, nó giữ cái gì nó biết chứ, ở đây chưa đi Ấn Độ nó biết luôn. Có nghĩa là hồi nhỏ đó là cha mẹ mình thả mình bò y như heo mồi mà ít bệnh lắm. Còn giờ này con cái nó thả cái chỗ sạch sẽ, cái tay con bé mấy đứa trẻ không có dơ miếng nào, nhưng mà quay qua quay lại đi bệnh viện, quay qua quay lại đi bệnh viện, cái gì nó cũng làm tuyệt trùng hết trơn. Cho nên đứa nhỏ đó không có mạnh. Hồi xưa ta nói nó nắt trên nắt nhà rồi, con đó còn chạy còn đá banh, là con ẩm em mà đi đá banh. Ta nói nhỏ bị sốc. Ta nói này mà ba mẹ nó mà không coi chừng này không làm thái giám mới lạ. Còn lại ba đứa đi luôn. Ba đứa đi luôn á. Nó ghê chưa. Nó nắt hai bên, đứa nó đèo ở sau. Nó tổng ba đứa mà còn đi đá banh. Cho nên tới giờ này nó mập không nổi. Thật ra hồi đó đứa này biết bò đứa kia lò bò chung đây. Mà con người ta là phải hiểu được cái nguyên lý của nó. Còn bà la môn nó tự đưa ra cái nguyên tắc của nó không có đúng. Giờ này có nhiều người cũng nói là cái này phải tiệt trùng, cái kia phải tiệt trùng, ăn phải sạch sẽ gì đó, ba sạch bốn sạch gì đó. Đúng không? Tôi muốn chấp nhận. Nói về tôi là cái khoảng giữa sạch và dơ. Nhưng mà quý vị thường nghe người ta nói ăn dơ sống lâu không? Có không? Người ta nói heo không mập nhờ cặn. Cho nên người nào mà hút sao thì nó khá. Người ta làm hết trên đi ở dưới mình làm. Nhờ vậy mà cứ lên điều điều. Nghe câu chuyện mà trong cái nồi nước lèo. Trời ai ăn heo tấm tắc trong ngon dưới chứ. Trời ơi.
bà bỗng quơ xuống cái bà hốt lên cho quy một cái đùi chị. Thôi cũng vậy mà ai ăn cũng khen tấm tắc hết á. Cho nên là đừng có suy nghĩ một cách quá nhiều, khi nó khuất mắt mình làm ăn ta. Nó khuất mắt mình là mình không thấy. Cho nên là tôi muốn nói đó là sạch hay dơ miễn khuất mắt mình ăn. Có nhiều người nói tôi thấy tụi nó ngon xong nó dơ, báo hại cho ta. Nếu mà nói vậy mà nó đồn ra là không ai ăn hết, tội nghiệp cho cái người bán. Trừ khi anh là cái người bán, đừng có nên chọc anh, đừng có nên thọt gậy gì vậy. Lỡ cái người bán ta nghe được là tao quánh anh còn có đường về. Tự nhiên mình chọc chọc nó chết, bước ra khỏi cổng mà còn sống tao lại nè. Nói kiểu đó là quánh chết là tao khỏi thôi. Cho nên có người nói thầy, mình đốt với tiền vàng mã được không? Cái hầu xưa tôi còn nhỏ tôi ngu, tôi nói không. Lớn tôi khôn tôi nói nào thích đốt. Hồi nhỏ mình nói không cái mình nghĩ lại mình suy nghĩ là đúng. Mình mà nói không cái mình ra chợ lớn mà những người mà bán cái tiền vàng bạc cúng mình một đồng cái lạ đó, nó không cắt cổ mình thôi chứ nó cúng mình nè. Thằng mình đạp đổ chén cơm bên áo của nó mà biểu nó cúng sao cúng. Cho nên bây giờ mình cứ nói đốt với tiền vàng mã là thể hiện cho cái tâm của người sống giao cảm với người chết. Có đốt nhưng mà mình cũng đốt gì chừa thôi. Nếu mình muốn đốt luôn cái nhà thì thôi mình đốt cái nhà thiệt đi cho chắc. Cho nên nó đốt quá trời với tiền vàng mã. Thì giờ mình nói vậy đó, mình đốt tưởng trước đó. Thì mình nói vậy thì lỡ mà mình có ra chợ lớn mấy bà được bán cái tiền vàng mã bà còn cúng mình 5.000, 10.000. Tại vì thầy chỉ kêu đốt tưởng trước đó. Chứ mà thầy suối ta đốt nhiều thì con cúng thầy nhiều. Nhưng mà mình đâu có tà kiến cỡ đó. Mình không giết chết người ta mà mình cũng không có phải là đồng lõa với người ta làm gì đó. Nhưng mà nghề nghiệp của ta là cha ông nó truyền thừa đó lại. Nó bỏ đâu có được, đó là nhu cầu xã hội. Có cầu cho nên mới có cung. Vậy nói như vậy là để kết luận cái bài này là thông qua ba thứ nha, ba cái kết luận. Một á là phụng sự giai cấp này, phụng sự giai cấp kia. Và Bà La Môn nó cho rằng nó là được giai cấp được phụng sự. Cho nên mình ráng cố gắng làm sao để mình cố gắng mình phụng sự những người giỏi, người tốt, người có lợi ích. Còn những người nào mà trời thần đất sét làm ơn cho nó cái củ chổi gì. Thứ hai là tài sản. Bà La Môn chỉ có đi khất thực, cho nên ngày xưa ông Đề Bà Đạt Đa, ông cũng xin Đức Phật hãy chế ra cái việc tỳ kheo là ăn mỗi ngày chỉ một bữa thôi, không có được ăn ngày bữa thứ hai. Đức Thế Tôn chế luôn như vậy đi. Đức Thế Tôn nói thông, ta biết sau 2.000 năm nữa nó quất ba bữa vẫn trung tốt. Thế nên bây giờ sau 2.000 năm nữa nó ăn ba bữa rồi, nếu ta chế mỗi ngày có bữa rồi 2.000 năm nữa sao còn dạ. Cho nên Đức Thế Tôn không có chế. Ông Đề Bà Đạt Đa trình lên Đức Thế Tôn, thỉnh Đức Thế Tôn chế cái dê đó. Đức Thế Tôn không chế. Ông Đề Bà Đạt Đa còn trình cái vấn đề này nữa nè. Người tu thì phải sống khổ hạnh suốt đời. Đức Thế Tôn nói ta không chế. Ông thích, ông chế, ông làm luôn đi. Cho nên là Đề Bà Đạt Đa cũng có cái cách là gia hùa theo những vị Bà La Môn đi vô trong đạo Phật, nhưng mà nói đạo Phật thế này thế nọ thế kia, thỉnh Đức Phật chế cái này thế kia. Đức Phật không, nếu các ông muốn các ông phải làm, còn ta là người có trí, ta chế những gì cần phải chế, chứ còn những gì không đúng tâm chế. Cho nên cái ba cái loại bốn cái loại tài sản của bốn giai cấp, Đức Thế Tôn nói không có. Và điều thứ ba kết luận là ngọn lửa. Ngọn lửa nào nó cũng có công năng của nó, nó cũng có khả năng đi vào cái chuyện, cái chỗ dùng của nó. Cho nên ta phải biết dùng khả năng của mình. Đừng bao giờ tự tôn, cũng đừng bao giờ tự ti, đừng bao giờ tự đưa ra những cái ràng buộc, hay là tự cho rằng mình không bằng ai. Đừng nói vậy. Lửa nào nó có khả năng của nó. Rồi
Tóm lại bốn cái ý đó là trong bản kinh này Đức Thế Tôn phá chấp cho Bà La Môn. Ai còn kiến chấp, còn cố chấp, tự mình ràng buộc lấy chính mình thì tự mình làm khổ lấy mình mà thôi. Như vậy qua bản kinh này, chúc đại chúng thâm nhập kinh tạng, hiểu được lời Phật dạy, để giống như cái hoa sen này gần bùng mà chẳng thôi thanh mùi bùng. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ có còn ai muốn hỏi cái gì không? Sư phụ, thời giờ cũng hỏi sớm, xin hỏi một câu. Rồi, xin mời anh. Tức là Đức Phật nói mình là, chân tâm Phật tánh thì có một cái vậy. Thì bản thân mình là chân tâm Phật tánh, và tại sao gọi là u minh? Vậy cái u minh với chân tâm Phật tánh nó có cùng một lượng hay chứ có sao? Nếu mà chân tâm nó có trước, giống như Phật đã nói ở hoàng không ra lại bỏng được nữa. Thu dạng cho. Rồi, một tràng pháo tay tặng cho anh. Chữ đó thì Vũ không biết. Chân tâm Phật tánh do mình chưa có tới, cho nên làm sao mà mình biết mình nói được. Nhưng mà bây giờ sư phụ giải thích phân tích, để nhờ cái giải thích phân tích ví dụ đó mà anh có thể hiểu được chân tâm Phật tánh. Giờ thầy hỏi anh, trong hư không này có tối có sáng hay không? Có tối có sáng. Rồi, vậy thầy hỏi anh, mặt trời mặt trăng có mọc có lặn hay không? Dạ không. Mặt trời mặt trăng không mọc không lặn, thế thì tại sao trong hư không lại có tối có sáng? Tối phụ, con đã hiểu. Hiểu sớm quá, mấy đứa kia nó chưa hiểu nó nghe nghe. Có nghĩa là trong hư không này, mặt trời không có lặn, mặt trăng cũng không có lặn. Trong hư không này không hề có tối và sáng. Nó chỉ có tối và sáng khi ta bị dính vào một vấn đề nào đó, cho nên ta mới có tối. Ta bị dính vào trong cái quả đất này, cho nên quả đất này nó che ta, ta bị tối, chứ không hề có cái tối hiện hữu. Cái tối chính là bóng mờ của quả đất này nó che mặt trời. Là do ta dính vào quả đất này cho nên ta bị tối, chứ không hề có cái tối. Hiểu chưa cô giáo mà nghe con bộ ngơ ngác vậy cô? Trong cái hư không này, mặt trời không có mọc và cũng không có lặn, mặt trăng cũng không có mọc và không có lặn. Tại sao bữa nay ta không thấy mặt trời mà cũng chẳng thấy mặt trăng? Không phải là ta không thấy, là không có. Do ta không thấy, chính ta bị dính vào quả địa cầu, cho nên ta bị quả địa cầu che. Cũng như tâm của ta vốn không hề có sanh, không hề có diệt. Bởi ta khởi một niệm dính vào cái thân này, cho nên ta có sanh diệt. Dạ, hiểu chưa? Không hiểu thì cào cào mới vô nó hiểu mà. Vậy là quý vị hiểu ý ha. Phật tánh của ta thì không hề có trắng và đen, không hề có động và tịnh. Bởi ta ở trong thế giới động, cho nên ta nói Phật tánh ta vốn thanh tịnh. Chứ còn Phật tánh vốn không hề động lấy đâu mà có tịnh. Cũng như là mặt trời nó không có mọc, mà bây giờ ta bị dính vào quả đất, cho nên quả đất này nó xoay đến chỗ ta thấy mặt trời, ta gọi là mặt trời mọc. Nó xoay ta đến chỗ ta không thấy mặt trời, ta gọi mặt trời lặn. Mặt trời không hề có mọc có lặn, mà do vì ta dính vô quả đất, cho nên ta có mọc và lặn mà thôi. Cho nên con cũng có đọc qua rồi, con có hiểu, nhưng mà con cũng bằng thì đó rất thích cái này, thì cái tâm mình nó vọng thì nó mới có chân tâm, hay là u minh cũng là cái vọng tâm mình cả. Thì trong con học của hai của thông á, có giảng, nhưng con hiểu chưa có thấu được à. Thì con mới hỏi thầy để con hiểu thêm một chút nữa, có chính xác nếu như vậy con thâm nhập vô trong cái cảm thức của con. Dạ, vậy là thâm nhập rồi đúng không? Vậy là tốt rồi. Ở đây là không phải là do vọng mà sanh ra nó, mà do vọng mà nhận thức được nó, chứ không phải là do vọng sanh ra chân tâm hay là do vọng sanh ra vô minh. Không phải.
mình mượn cái vọng cho nên mình nhận thức được chân tâm và của mình. Vậy thì cái nhận thức đó là do vọng hay là do chân? Đó nghĩa là bạn phải biết ta chỉ biết ta và ta biết chúng sinh, ta biết cái thế gian này và ta biết suốt thế gian này, nghĩa là ta biết ta. Vậy thì hỏi rằng Đức Thế Tôn khi Ngài còn tại thế, Ngài đã ở trong chơn hay ở trong vọng? Khi Đức Thế Tôn thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, là Ngài ở trong chơn hay ở trong vọng? Trong chơn. Ngài mượn vọng để hiển chơn. Ngài mượn chơn, Ngài an trú trong chơn mà hiển vọng. Ngài mượn cái cảnh vọng để hiển bày cái chân lý của Ngài, gọi là mượn vọng để hiển chân. Ngài hiện tướng Phật là hiện chân, mà tùy phương tiện hành đạo trong cái vọng. Chứ nếu như mà không có mượn cái vọng để hành đạo thì làm sao mà nói được cái chân? Mượn vọng để hành chân. Như vậy thì mượn cái thân vọng đó để thành tựu được cái đạo quả chơn. Nhưng mà cái đạo quả chơn đó ở trong cái vọng. Cái lời nói của mình cũng là vọng luôn. Tại vì nói ra đang nghĩ cũng là sinh diệt, cũng phải vọng luôn. Đó. Vì vậy mà 49 năm Đức Phật nói ta không nói lời nào, là bởi vì Ngài mượn cái vọng đó. Thì Ngài nói đó là phương tiện thôi. Những lời, những pháp của Đức Thế Tôn chỉ là phương tiện. Như vậy là tài sản của người tu là phương tiện. Tài sản của người tu là pháp. Mà anh biết dùng pháp thì anh mới thấy cái chân. Anh không biết dùng pháp ở đâu thấy cái chân. Giả sử như giờ sư phụ cho con cái cuốc. Vậy sư phụ cho con cái cuốc là cho con cả một cái tài sản. Nhưng con phải biết dùng cái cuốc đó để con tạo ra cái hoa, cái trái, cái củ, cái này cái kia con bán lấy tiền lập nên tài sản. Còn con cầm cái cuốc con đi vòng vòng con. Ta chống Pháp, xong chống Mỹ, xong con chống cuốc. Thì con có tài sản không? Không. Đức Phật cho mình cái trí tuệ mà mình cứ ngồi đó mình tụng, mình đọc không là mình có trí tuệ. Mình đem cái trí tuệ đó mình áp dụng trong cuộc sống lợi mình, lợi người, thì cái này mình mới dùng được cái phương tiện của Phật chứ. Phật cho mình cứ ngồi đó nó ngồi gì đó, Phật nó ngồi gì đó, Phật nó ngồi gì đó, Phật Đức Phật cho gì nữa. Đức Phật ta nói tao lại mày đúng. Ta cho mày cái cuốc để mày đi làm á. Mày cứ ngồi đó mày cứ con có cái cuốc rồi con cảm ơn thầy, con có cái cuốc rồi con cảm ơn thầy, con có cái cuốc rồi con cảm ơn thầy, thì lúa đâu mày ăn á, thì mày cảm ơn tao tao biết rồi đó, nhưng mà phải cầm cái cuốc mà đi cuốc mà ruộng mày có lúa mày ăn chứ, tao cho mày cái cuốc đó cứ cầm cái cuốc đó hoài. Nhiều người ôm pháp mà không biết thực hành rồi ngồi đó nói dốc mới chết chứ. À rồi thôi đại chúng chấp tay hồi hương. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo